Tuổi Vi tuổi Quý Sửu 1973, tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử Vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp, Châu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Sửu nói chung và Quý Sửu nói riêng đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Họ có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Người tuổi Quý Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của tuổi Quý Sửu trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên cũng như cách hóa giải vận hạn. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1, tức ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng Canh Dần có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục. Xung thân hình tị, hại tị, phá hợi, tuyệt dậu. Đối với những người tuổi Quý Sửu trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 1, tức ngày 16 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 1, tức ngày 28 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 1, tức ngày 12 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, mi quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Quý Sửu trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 1, tức ngày 21 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 1, tức ngày mùng 5 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tam Trá Mộc. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 12, tức ngày mùng 9 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 1, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Quý Sửu 1973 trong tháng 1 âm lịch. Canh Dương Kim gặp Sửu âm thổ là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Quý Sửu trong tháng 1 âm lịch, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi
Khi gặp phải vấn đề, bạn cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phần lòng những người xung quanh. Tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi Quý Sửu dự đoán mọi phương diện sẽ rất khởi sắc, những nỗ lực của bạn đều sẽ được đền đáp. Tuy nhiên, về mặt sức khỏe thì người tuổi Quý Sửu cần chú ý bồi dưỡng cơ thể nhiều hơn, đặc biệt nên tìm cách để giải tỏa căng thẳng, tinh thần. Nếu chính bạn không biết thoát ra khỏi những áp lực vô hình thì có lẽ chẳng ai có thể giúp được bạn. Trong tháng này, các gia chủ Quý Sửu sẽ cần chú ý ngày âm lịch mùng 5 tháng 1 từ ngày 16 tháng 2 dương lịch có nạp giáp là Ất Mùi. Đây là ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, độc thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng, ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn thành công, các gia chủ Quý Sửu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa của Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Sự nghiệp. Trong tháng 1 âm lịch, mọi công việc của các gia chủ tuổi Quý Sửu đều thuận buồm, xuôi gió, gặt hái được những thành công đáng kể. Sự nỗ lực của bạn được cấp trên ghi nhận, bạn sẽ được khen thưởng về mặt tài chính cũng như được xét thăng chức. Bạn không thể quá bất ngờ về kết quả này vì đó là sự nỗ lực và cố gắng trong suốt thời gian dài. Sự may mắn trong sự nghiệp gắn liền với các mối quan hệ. Chính sự cởi mở, vui vẻ, nhiệt tình cũng đã kết nối bạn đến với những quý nhân của mình. Bạn cũng sẽ gặp được người tiền nhiệm luôn ủng hộ mình. Hãy tận tâm, bạn sẽ đạt được những kết quả như mong muốn. Ngoài ra, người bạn đời còn đóng vai trò không thể thiếu cho sự thành công trong sự nghiệp. Hãy trân trọng người đó. Đặc biệt đối với những người làm ăn kinh doanh, tháng này doanh số và lời lãi bạn thu được sẽ rất cao. Không vì thế mà bạn quá tự cao, tự đại, khoe khoang thành tích, dẫn đến sự đố kỵ, ghen ghét từ người khác. Có thể họ là tiểu nhân rình rập để phá bạn mà thôi. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 1 âm lịch, thì những gia chủ tuổi Quý Sửu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc, hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Tài lộc của tuổi Quý Sửu. Tử vi cho thấy tài lộc là điểm sáng của vận trình của người tuổi Quý Sửu trong tháng 1 âm lịch. Tài lộc chủ yếu nằm ở thu nhập từ công việc. Bạn tài giỏi, nhiệt huyết, tận tâm nên sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng. Tuy nhiên, cũng chính do tính cản nể, hào phóng của bạn nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bạn cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Tốt nhất nên có một khoản dự trữ cho tương lai. Ngoài ra, những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Để tăng thêm tài lộc trong tháng này, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tình cảm và gia đạo. Tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi Quý Sửu có nói sự may mắn từ công việc sẽ góp phần làm nên sự tuyệt vời trong tình yêu và hôn nhân. Với những người đã kết hôn, bạn đời sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong công việc và gia tăng tài lộc. Họ xứng đáng để nhận tình yêu và chăm sóc từ bạn. Hãy để tâm và chống lại sự cám dỗ từ bên ngoài. Nếu không, có thể gặp phải những rắc rối với kết quả bạn không hề mong muốn. Còn với những người độc thân, rất có thể tìm được ý trung nhân trong thời gian này. Bạn có nhiều sự chọn lựa, tuy nhiên có thể bạn còn ngần ngại và đánh mất đi tình yêu đích thực của mình. Bạn nên đối xử với đối phương bằng trái tim chân thành khi đã xác định bắt đầu mối quan hệ với họ. Đừng để sự vô tâm, sự bận rộn trong công việc biến bạn thành một người khác. Để chuyện tình cảm diễn ra theo ý mình cũng như san sẻ yên ổn, các gia chủ tuổi Quý Sửu nên mang bên mình vật phẩm phong thủy,
vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kinh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Về sức khỏe, đối với gia chủ Quý Sửu sinh năm 1973, tử vi tháng này khuyên bạn nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc cộng thêm với tuổi bạn không còn trẻ đã khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ của bạn. Bạn cần chắc chắn đảm bảo giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tịnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe, chớ nên âu sầu, lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ được. Để tăng cường sức khỏe, trí não được tinh thông và minh mẫn, những gia chủ tuổi Quý Sửu nên mang bên mình minh quang pháp bảo. Khi mang vật phẩm theo bên mình sẽ giúp bản mệnh được khỏe mạnh và ổn định được tinh thần lạc quan, vui vẻ. Trên đây chúng tôi đã chia sẻ đến quý anh chị vận trình tử vi của các gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.